Nhà nghiên cứu gốc Trung Quốc bị giết khi sắp công bố nghiên cứu đột phá về virus Vũ Hán. Một nhà khoa học gốc Trung Quốc thuộc Đại học Peipus đang làm việc trong dự án về virus corona Vũ Hán đã bị bắn chết vào thứ Bảy ngày 2 tháng 5 tại nhà riêng ở thị trấn Rose thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Trong khi đó, nghi phạm Hao Gu, 46 tuổi, cũng được phát hiện đã chết trong một chiếc ô tô cách đó khoảng 100 mét. Theo Portuguese, tiến sĩ Ping Liu, 37 tuổi, đã được tìm thấy với nhiều phát đạn bắn vào đầu, cổ và thân mình vào khoảng trưa ngày thứ Bảy ngày 2 tháng 5. Ngôi nhà của anh không bị mất thứ gì và không có dấu hiệu bị đột nhập. Anh hiện đang làm việc tại khoa sinh học hệ thống và tính toán của trường Y thuộc Đại học Peipus. Văn phòng khoa nơi anh Liu làm việc viết trong một tuyên bố, Bình sắp đưa ra những phát hiện rất có ý nghĩa trong việc tìm hiểu các cơ chế tế bào gây ra nhiễm SARS-CoV-2 và cơ sở tế bào của các biến chứng của căn bệnh này. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành những gì anh ấy bắt đầu trong một nỗ lực để tỏ lòng tôn kính với sự xuất sắc trong khoa học của anh ấy. Theo lý lịch khoa học được đăng tải trên mạng, chuyên môn của tiến sĩ Lưu là phát triển các mô hình tính toán, kỹ thuật mô phỏng và phân tích để nghiên cứu động lực học của các hệ thống sinh học trong một số trường hợp sử dụng các kỹ thuật học máy để hiểu các trình tế bào. Anh được coi là một giáo viên và cố vấn xuất sắc. Anh cũng là đồng tác giả 30 bài báo khoa học, trong đó có 4 bài mới đăng vào năm 2020. Người đứng đầu khoa của anh, bà Ivers Baha nói, anh ấy là một cá nhân rất tài năng, cực kỳ thông minh và chăm chỉ. Anh ấy đã đóng góp cho một số dự án khoa học xuất bản trên các tạp chí cao cấp. Anh ấy là người mà tất cả chúng tôi đều thích. Một người rất hiền lành, rất hữu ích, tốt bụng, rất hào phóng. Bà Baha nói thêm, tất cả chúng tôi đều sốc khi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Điều này rất bất ngờ. Bà Baha cho biết, anh Liu đang thu được những kết quả bước đầu trong nghiên cứu về virus corona Vũ Hán. Bà nói, anh ấy vừa mới bắt đầu thu được những kết quả đáng chú ý. Anh ấy đang chia sẻ với chúng tôi về việc cố gắng hiểu cơ chế lây nhiễm. Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục những gì anh ấy đang làm. Đại học Peipus cũng nói trong một tuyên bố, sự mất mát này sẽ được cảm nhận trong toàn bộ cộng đồng khoa học. Hiện tại, động cơ của vụ nổ súng là không rõ và cuộc điều tra đã diễn ra. Ngoài ra, văn phòng giám định y khoa của hạt Allegheny cũng đang tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của ông Gu.